Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối tượng Nguyễn Văn Nhật và đồng bọn có hành vi tổ chức đưa 9 người mang quốc tịch Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên, vào ngày 28 tháng 3 năm 2021, Nguyễn Văn Nhật được một người tên Hồng thỏa thuận thuê đưa 9 người mang quốc tịch Trung Quốc từ Hà Nội lên Điện Biên để xuất cảnh trái phép sang Lào qua đường biên giới tiếp giáp với bản Pang Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lì. Nếu chót lọt sẽ được trả 15 triệu đồng trên người. Sau đó Nguyễn Văn Nhật tìm thuê Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Văn Sinh, Vừa A Nính và A Phong để thực hiện hành vi trên. Ngày 1 tháng 4 năm 2021, khi Sinh đang dẫn đường đưa nhóm 4 người quốc tịch Trung Quốc tới địa phận bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên để chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang Lào, thì bị lực lượng bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang kiểm tra bắt giữ. Bị cáo Nính và Phong đưa nhóm 5 người quốc tịch Trung Quốc đến huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lì, Lào, thì bị lực lượng công an Lào bắt giữ và trao trả cho bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Tại phiên tòa, tất cả các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Dựa trên các kết quả điều tra, đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên, quá trình tranh tụng tại phiên tòa, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ cũng như căn cứ vào các điều luật của Bộ luật Hình sự, xét thấy hành vi phạm tội với động cơ vụ lợi cá nhân của Nguyễn Văn Nhật và đồng bọn trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, quốc phòng, trật tự xã hội và việc kiểm soát dịch bệnh. Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên phạt Nguyễn Văn Nhật 8 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Sinh 8 năm tù, Nguyễn Văn Thịnh 5 năm tù và A Phong 5 năm tù. Riêng đối tượng Vừa A Nính chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự.